ú òa làm gấu dâu chưa tới 5.000 này mọi người ơi. Hôm nay tụi mình lại quay trở lại nặng đất sét đồ nha. Mấy bà có nhớ những cục đất sét thân yêu này của tụi tôi không? Đó thì mình sẽ trộn màu đỏ, màu hồng với màu trắng á, sẽ ra một cái màu gấu dâu như vậy nha mọi người. Cái nhân vật phản diện gì đâu mà dễ thương quá trời quá đất, là chơi vậy ai chơi lại hết ta. Đó, xong rồi mình sẽ nặn qua cái màu trắng trắng này nha, làm mặt gấu dâu. Mọi người cứ nặn tương tự giống như tụi mình á, xong gắn từng miếng đất sét lên cái mặt nó vậy á, là nó sẽ ra hình hài em gấu dâu nha. Rồi cái này tới đoạn làm mũi á, là tụi mình sẽ trộn một xíu xíu màu đen, màu đỏ với màu hồng á, nó sẽ ra cái màu của cái bé mũi của gấu dâu á mọi người. Và tụi mình ịnh bé mũi lên nè, rồi chuyển qua gắn chém hai cái mắt nha, màu đen đen đó, rồi ịnh lên thôi. Xong cái màu đất sét của mũi á mọi người sẽ nặn hai cái lông mày nữa nha. Đó, nhìn hai cục tròn tròn giống cái gì ta, cái đó giống cái cục bánh gạo á, đó. Rồi nặng má hồng nè, xong qua đoạn tâm linh là vẽ miệng cho em nha. Đoạn vẽ miệng mọi người nhớ cẩn thận, không lệch một cái lệch ăn hành luôn á, trời ơi. Đó, xong rồi tụi mình nặng cho em thêm một cái trái dâu để trên đầu nữa, nhìn cưng đi không nè. Mọi người muốn tụi mình nặng cái gì nữa thì bình luận ở dưới nha. Bye bye mọi người.